các cô chú anh chị thấy nè, con mà nó bị tóc quằn quẹo lên trên, nó cong hết trơn luôn á, nó cong cái giờ mình thấy ha, mình thấy những cái cây cột nhà nãy như mình quay cái đổ lóc quay cho các cô chú anh chị xem, những cái cây cột nhà đó là nó đều cong này, nó tới mấy căn lận chú, nó tới tóc nóc tới mấy căn lận. Dạ. Qua đây luôn ha. Cái nhà trong đó đó, cái nhà mới lợp đó. Dạ. Mấy ổng hỗ trợ là làm quả tóc. Dạ. Đi làm bên đây đó nha. Dạ. Hù. Là chú ở dưới mà chú còn dòm thấy lên tới đây luôn. Vậy là dữ lắm luôn rồi ngày hôm qua. Dạ. Dạ. Là ở ngoài, từ ngoài mé sông ấy luôn. Ừ, ngoài trong cái đó, là bắt đầu là nó đi đó là mùng nó ba rồi là bắt đầu là nghe hù đi. Trong khi đó rồi anh có trong nhà không? Có gia đình trong nhà hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà không có thiệt hại về người cũng mừng rồi. Dạ, vậy là cũng mình có ảnh hưởng gì không? Có, chung ông bà cũng độ ha, cho nên mình bị tóc mái nhưng mà không có thiệt hại về người thì rất là tốt rồi, rất là vui. Cô chú chị thấy nè ha, cái cây sắt này nè, sắt này là 848 á, mà nó sẽ cong. Cây trụ điện gãy luôn nha, trụ điện nó gãy luôn nè. Đây, cây trụ điện này. Cầu đổ vlog xin mến chào quý cô chú và anh chị nha. Bữa nay cầu đổ vlog đến xã Tân Hòa, Lai Dung, Đồng Tháp đó các cô chú anh chị. Thì bữa nay có ở đây có xảy ra một vụ lốc xoáy rất là kinh hoàng nha. Đều tóc nóc hết nhiều căn nhà luôn. Ở đây là xã Phong Hòa, huyện Lai Dung, Đồng Tháp các cô chú anh chị. Tóc nhà rất là nhiều nha, tới mấy căn luôn á. Có một cái tiệm vật liệu xây dựng á, trang trí nội thất á, rất là nghiêm trọng luôn nha. Hiện giờ các anh em đang gỡ tôn lợp lại á. Đây các cô chú thấy ha, ở đây là mấy cái cây sắt nó đều dẹo hết, những cái bảng thương hiệu nó đều cong quẹo hết nha. Đây cái bảng thương hiệu đó thì đều tóc hết các cô chú anh chị, rất là dữ dằn luôn nè, rất là thiệt hại nặng nề các cô chú anh chị. Đây thấy quá cột điện mà nó còn gãy các cô chú anh chị, muốn chi nóc nhà nha, nóc nhà thì mình không nói rồi. Các cô chú anh chị thấy ha, và cái đường cáp là đứt thiệt hại hết hoàn toàn nha. Còn ở đây là các cô chú anh chị thấy nè, cây trụ điện gãy luôn nha, trụ điện nó gãy luôn nè. Đây, cây trụ điện này nó gãy ở dưới cái chân nữa các cô chú anh chị, trụ điện mà nó gịch nó gãy luôn cái chân, thấy không, gãy cái chân luôn. Để lên phía trên đây nè, nó gãy ngang cái đầu một xớt luôn nè các cô chú anh chị. Đó, nó gãy thấy không? Nó gãy nè. Cây trụ điện mà nó gãy cỡ này nè các cô chú anh chị. Nó lôi xuống nó gãy luôn. Là ngày hôm qua là nghe ông anh nói ha, là lửa đó, lúc mà nó gãy cái trụ điện xuống á, lửa là nó xẹt là ngã lửa luôn á. Cái này nó tới mấy căn lận chú? Nó tới tóc nóc tới mấy căn lận? Dạ. Qua đây luôn ha. Cái nhà trong đó đó, cái nhà mới lợp đó. Dạ. Mấy ổng hỗ trợ là làm quả tóc. Dạ. Để sửa lại xài ở chú. Ở liền đó nhà. Cái nhà sau đuôi đó, nhà mới lợp rất mệt đó. Qua bển hỏi người ta cho anh quay à. Dạ. Cái này á. Dạ. Thì con thấy ở đây là 4-5 cái nhà vậy á. Dạ. Chú cũng ở đây hả chú? Dạ. Nghe gió hù hù là tới liền đó quay.
là tự nhiên tạo cơ lớp xoáy là tốt. Nó đi một đường thẳng như dài vô trong đầu ruộng cho tôm vậy đó, cho hè cho tôm nó 3 thuốc bị cày sao nhóc trong chân vậy. Dài vô trống luôn hả chú? Dạ giống vậy, đi ra cái đường đó vô coi thử cho tôm rồi. Dạ. Ống đồng ống luôn. Dạ. Bay hết chân nó một dãy nhà đó. Dạ. Bay dãy nhà này, bay luôn dãy nhà này luôn nè. Nó bay lên xuống phải bờ kinh sao á. Dạ. Tôm nó còn bay dính lên hàng cây trên đọt cây vậy. Qua lại luôn. Đi lắm luôn chứ. Ừ. Này căn này thì chưa sửa chữa nè, phải không chú? Cũng một chủ nhà, chủ rồi, bên chủ rồi, bên chủ rồi, bên chủ. Dạ. Hiện tại là có hai chủ à. Dạ. Thế vậy có hai chủ à. Tiên là bị căn nhà này trước đi chú. Thì đầu tiên bên đây nó gió ở sau rồi đó rồi đây trước. Dài bên đây. Ừ, dài vô cũng luôn. Dạ. Dài nhất. Dạ, cảm ơn luôn chú ơi. Dạ, các cô chú anh chị thấy ha. Rất là nghiêm trọng, nó quẹo siêu dẹo trơn luôn các cô chú ơi. Tóc thấy rất là kinh hoàng nha. Thì hiện giờ sửa chưa có khắc phục kịp á. Các cô chú anh chị thấy ha. Tôn nè, trời ơi nó chốc nó cốp lại trên các cô chú anh chị, cốp tôn lại trên nè. Hoàn toàn luôn, nguyên căn nhà này nóc đều siêu dẹo hết nha các cô chú anh chị. Mấy căn này cũng đều siêu dẹo tóc mái trên các cô chú anh chị ơi. Hình như là thiệt hại tới 6-7 căn các cô chú anh chị. Ở đây các cô chú anh chị thấy ha, những cái miếng tôn đó nó đều cong dẹo hết trơn luôn. Còn cái nhà này thì hoàn toàn tóc hết, nó cong lên sao luôn nè. Nó quẹo tôn lên sao hết trơn nha. Có những cái mái nhà là tóc nó bay ra sau hè luôn á. Rất là nghiêm trọng luôn nha các cô chú anh chị. Gãy hai cột điện. Hai cây cột điện luôn. Dạ, không cột điện đôi, gãy cột điện đôi. Rồi đi đi thì đây là nhà của anh hả? Dạ. Trong khi đó rồi anh có trong nhà không? Có gia đình trong nhà hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà không có thiệt hại về người cũng mừng rồi. Dạ, vậy là cũng có mình có ảnh hưởng gì không chứ? Có, tỉnh nhá, tủ bàn ghế vậy. Chung ông bà cũng độ ha, cho nên mình bị tóc mái nhưng mà không có thiệt hại về người thì rất là tốt rồi, rất là vui. Thì từ từ khắc phục lại. Dạ. Rồi cho em vô quay chút nha. Em vô chia sẻ cho. Thì các cô chú anh chị. Ở đây là căn nội thất nha các cô chú anh chị. Cái căn cái cửa hàng nội thất này rất là lớn nha. Nhưng mà tóc máy hoàn toàn trơn các cô chú anh chị. Đây có những cái máy tôn phía trong của các cô chú anh chị là tóc hoàn toàn hết trơn luôn. Rất là dữ dội luôn nha. Ở trên đây thì hiện nay các cô chú và các anh chị em ở đây đang khắc phục lại các cô chú anh chị. Các cô chú anh chị thấy ha, ở đây là cửa hàng trang trí nội thất của cái tiệm rất là lớn nha các cô chú anh chị. Cái tiệm này tầm cỡ khoảng 2.000 mét vuông á, rất là lớn luôn. Nhưng mà tóc mái hoàn toàn hết nha. Nghe ông anh nói là không có thiệt hại về người thì rất là vui mừng nha. Còn những cái thứ này thì mình có thể khắc phục lại được. Ví dụ tôn nó có tóc thì mình có thể khắc phục được nha. Đừng có thiệt hại gì người là cái điều đó là rất tốt rồi các cô chú anh chị. Từ ở trong này luôn nè các cô chú anh chị. Đó. Thấy không? Các cô chú anh chị thấy hết trơn luôn. Nó siêu dẻo hết trơn luôn đó. Hoàn toàn nguyên cái căn này cỡ khoảng tầm 1.000 mét vuông các cô chú anh chị. Còn bên kia thì cũng còn được tầm khoảng 1.000 mét, không có bị tóc mái nha các cô chú anh chị. Rất là nghiêm trọng ha. Cái công ty trang trí nội thất rất là lớn các cô chú anh chị. Đồ các anh chị thấy rất là nhiều nha. Thì tóc mái hoàn toàn hết. Nhưng mà tài sản thì cũng thiệt hại một phần nào nha, nhỏ chứ không lớn. Và các cô chú anh chị thấy nha, ở đây là đồ trang trí nội thất rất là nhiều. Cái căn này là anh chủ tiệm là đã dọn dẹp ở đây sạch rồi các cô chú anh chị. Nhưng còn những cái máy mà mấy cái đợt cái gì chống nóng á thì nó còn ten chảnh nha.
còn phía bờ bên kia thì cũng thiệt hại rất là nhiều nha các cô chú anh chị. À, tiệm trang trí nội thất này rất lớn các cô chú anh chị ơi, cỡ khoảng 2.000 mét vuông, rất là lớn luôn, nhưng mà thiệt hại thì rất là nhiều về mặt trên ha, con ở trên thiệt hại rất là nhiều, tầm khoảng 1.000 mét vuông á, còn là 1.000 mét nha. Thì ở đây mình thấy rất là nhiều nhà các cô chú anh chị, ở bên đó cũng rất là nhiều căn nha, bên đó tới mấy căn, bên đó là theo mình thấy là 5-6 căn, còn ở đây thì một căn này với một căn cặp kề bên đó các cô chú anh chị, căn kề bên thì đang khắc phục lợp lại nha, còn căn này thì chưa kịp tại vì lớn quá, để dọn dẹp rồi mới sẽ làm lại. Nó rất là nhiều nhà các cô chú anh chị. Ở đây nó tốc máy rồi, nó còn chỉ có cái vách, còn những cái miếng tôn nó quéo hết trơn các cô chú anh chị ơi. Coi nè. Các cô chú anh chị thấy cây sắt nè. Cây sắt nó cong cỡ gì đó các cô chú anh chị. Cong bung hết trơn luôn nha. Còn ở đây là những cái miếng tôn nó quật siêu dẹo hết. Các cô chú anh chị thấy ha. Những miếng tôn nó siêu dẹo chân. Đây. Cây cột này mà nó bẻ xuống gãy luôn nha. Còn miếng tôn nó thì siêu dẹo hết các cô chú anh chị ơi. Rất là nghiêm trọng nha. Mình thấy những cái này nè. Cây cột mà nó bẻ luôn gì nè các cô chú anh chị. Cây cột cũng bẻ nè. Giờ mình thấy nó bẻ cong hết trơn luôn. Ba cái ấy này sắt đều cong hết. Còn đây phần này nè. Siêu dẹo nè, dữ dằn luôn. Cơn lốc này rất là nghiêm trọng nha, tại vì nghe mấy ông anh nói là dữ lắm luôn. Bay những cái căn nhà phía bên đây là toàn bộ là tóc nóc hết trơn luôn, sắt nó nằm phía trong các cô chú anh chị, rất là nghiêm trọng luôn. Thấy hiện giờ nhà nhưng mà còn chỉ có ở dưới thôi, còn cái nóc thì hoàn toàn nha, còn những cái toan lợp toan vách đó nó cũng vẫn quẹo siêu dẹo hết nha. Cái cơn lốc này rất là kinh hoàng luôn. Các cô chú anh chị thấy ha, cây cột cái vách này ha, nó quẹo hết luôn, chốc xi măng ra luôn nè, nó quẹo nguyên cái hàng cột này lại sao tới sao luôn các cô chú anh chị. Thì ở đây là lốc xoáy thiệt hại 17 căn nhà nha các cô chú anh chị, 17 căn á. Các cô chú anh chị thấy ha, hiện giờ là các anh em công nhân đang khắc phục sửa chữa lợp đồ lại đó, rất là đông luôn nha. Ở trên đó thì mình thấy rất là đông luôn, người ta rất là nhiều đang làm luôn. Thì ở đây là 17 căn nhà thiệt hại cơn lốc xoáy kinh hoàng nha. Đây có những mấy anh em đang lại để coi đó, rất là nhiều người luôn nha, coi những cái lốc xoáy này nó như thế nào á, thiệt hại rất là cao. Tôn thì các cô chú thấy tôn dữ dằn, siêu dẹo hết trơn, những cái sắt nè các cô chú chị, sắt ha nó cong hết trơn rồi nè, những cái sắt nó cong. Cái cơn lốc xoáy luôn không? Không có, như anh có thấy không? Chui dưới sàn. Rồi nó đi xéo ở đây luôn ha anh, xéo ra sau hè này ha. Nó đi xéo chỗ thiệt hại, nó đi xéo qua chỗ nhà tôi đó. Dạ, cái đó là nhà anh đó ha. Ừ, mới sửa lại đó. Dạ. Là đi xéo ra sau, xéo qua nhà anh đó luôn. Nó còn cây, mấy cái miếng con nó còn dắt trên cái, không biết rớt chưa, không biết. Dạ. Dắt lên cây bạch đàn đó đó. Dạ, dạ. Ghê trời, lốc xoáy dữ rồi trời. Ừ, không biết con miếng con nó rớt chưa, không biết. Cái cơn lốc xoáy này vậy là dữ dằn lắm. Ừ. Cái bạch đạn đó, nó còn dính miếng to nó đó mà không biết rớt chưa. Dạ, để em ra hè coi. Ừ. Rồi mời các chú ra hè ha. Thì nghe ông anh nói là rất là thiệt hại nhiều luôn. Đây là nhà của ông anh ha. Thì hiện giờ thợ đang sửa chữa lại trên nóc nhà. Đây các cô chú anh chị. Còn siêu dẹo chứ nha.
cái cơn lốc xoáy này nó đi rất là kinh hoàng á, cây ton siêu dẹo hết rồi các cô chú anh chị. Thì như ở đây là nó đi từ cái mí này các cô chú anh chị, nó sẽ đi xéo ra đây là đứt luôn cái căn nhà này ha, dài qua đây luôn, dài qua hướng bên đây luôn, là thiệt hại cho cái căn nhà của anh căn này nha, cái căn nhà đúc này rất là lớn. Từ đây nha các cô chú anh chị, từ cái ngón tay của mình đây ha, đi thẳng là đó luôn, đi rất là xa nha. Thì ở trước này là theo mình thấy là cỡ khoảng 8 căn nhà, còn phía sau nữa thì mình chưa có chính xác được. Như mình nghe thì cái thông tin thì các ông anh nói là tới 17 căn nhà thiệt hại rất là lớn luôn á. Về tài sản ha, nhưng về vấn đề ông bà độ thì người thì không bị gì hết, nhưng mà nhà cửa thì đều thiệt hại rất là nặng nha. Tại vì những cái mái tôn trên nóc nhà hiện giờ các cô chú anh chị thấy nè, nó xiên dẹo trơn nha, nó không có còn ấy nữa nha. Còn có những căn thì họ sẽ khắc phục lại rồi, đợp tôn lại rồi nha. Như đây là các cô chú anh chị thấy nè, hiện giờ là đang khắc phục lại nha. Ở trên đó là rất là đông anh em sửa chữa, rất là nhiều luôn. Mái tôn mà nó chốc cỡ đây các cô chú anh chị, nó chốc vậy nè. Ở đây thì nó cặp đường lộ xe luôn á các cô chú anh chị. Đây còn có những cái mái tôn nó quéo lại trơn nha, nó siêu dẹo trơn luôn nè, nó còn dính ở trên đây các chú anh chị thấy ha, nó siêu dẹo trơn rồi nè, nó dính lên nè, rất là nặng nề về mặt tài sản. Nhưng mà người thì không có sao thì cũng mừng các chú anh chị. Đây các cô chú anh chị thấy ha, những cái mái tôn nó tóc là nó quẹo lợi xạo trơn các cô chú anh chị ơi, quá nặng nề luôn, thấy rất là nặng nề luôn nha, nó quéo lợi xạo trơn luôn. Những cây cột nè các cô chú anh chị thấy nè, cây cột này nó cong luôn nè. Đây là những cái mái tôn mặt trước á, mặt trước nó đều cong dẹo hết luôn, cái này sửa chữa cũng rất là lâu các cô chú anh chị. Hiện nay mấy anh rất tích cực nha, đang sửa chữa lại. Tại vì cái này sửa chữa cũng rất là lâu á các cô chú anh chị, chứ không phải mau đâu. Cái này là những cái cây la phong á các cô chú anh chị, là nó cong hết trơn luôn, nó cong hoàn toàn luôn nha. Cái này là những cái cây la phong á, những cái cây này nó cong dẹo vậy các cô chú anh chị, thấy không, nó dẹo hết trơn luôn, không còn cái gì hết trơn các cô chú anh chị. Còn đây là những cái tủ á, tủ của cái anh bên đây ha, nó rất là thiệt hại nặng luôn á. À, như nó sắn nó bể kiến nè, kiến mà nó bể gì nè các cô chú chị, kiến nó bể hết trơn cái tủ này luôn nha. Thì bên đây là cái cửa hàng của vật liệu xây dựng, cửa hàng trang trí nội thất các cô chú chị, mà nó thiệt hại ba cái tủ nó bể trơn luôn nè. Có cái tủ này nè, nó dẹo kiến đều bể hết, kiến bể rất là nặng luôn nha. Ở đây thì mình thấy nó có cong mấy cái tủ trên các cô chú anh chị. Ở trên đây thì nó đều mấy cái máy á, siêu dẹo hết luôn, rất là nghiêm trọng. Ở đây là mình thấy mấy cái cây sắt á, nó cũng còn đỡ ha. Còn những cái nhà phía bên kia thì mình thấy nó thiệt hại rất là nặng nề các cô chú anh chị, tại vì sắt không còn xài được, còn bên đây cũng còn được một phần á, cũng đỡ ha. Đây là mấy anh lên sửa chữa khắc phục lại. Thì ở phía bên đây á, mình gọi cơ bản thì nó thiệt hại mình thấy là cỡ khoảng 5 căn các cô chú chị, 5 căn nhà nó thiệt hại là cỡ khoảng 5 căn nha. Mình tính từ cái mí này lại tới đây là 5 căn thiệt hại luôn các cô chú anh chị. Ngày hôm qua là nó nghe ông anh kể là ngày hôm qua là khi lốc xoáy tới á, là tôn nó sẽ dập vô đây dây điện á, cho nên nó nổ là đều
đều lửa dần sáng cho các cô chú anh chị. Thì nằm ở đây là ngay chân quốc lộ luôn nha, quốc lộ luôn á, cho nên là rất là thiệt hại nặng nề các cô chú anh chị. Cái cơn lốc này nó đi là rất là nặng nề nha, tại vì nó sẽ làm cho những cái mái nhà nó sẽ hư hại, thiệt hại rất là cao nặng nề á. Rồi bây giờ thì tôi đổ vlog sẽ lên nóc nhà cùng với mấy anh em để quay cho các cô chú và anh chị xem ở trên nóc nhà luôn nha. Đây các cô chú anh chị thấy ha, thì hiện nay mình đang đứng ở trên nóc nhà đó, thì mình thấy nó thiệt hại trên nóc nhà nè. Giờ mình thấy ha, những cái căn nhà này thì đang khắc phục sửa chữa lại các cô chú anh chị. Mấy anh em đang sửa chữa nha. Mình làm đây rồi, có làm bển luôn không em? Làm ở đây không hả? Đây, thấy anh em đang khắc phục nha. Còn ở đây thì tôi đổ lốc quay qua bên đó đó. Các cô chú thấy nha. Hiện giờ là hai bên đều khắc phục lại, sửa chữa lại hết nha. Đây có cái căn nhà đúc của ông anh nãy nè. Hiện giờ thì cũng có mấy anh đang sửa chữa trên cái nóc nhà lại, ba cái ngói á, đang sửa chữa lại nha. Còn phía bên đây thì đều thấp hết trơn các cô chú chị. Đây các cô chú chị thấy cái bảng nè, cái bảng mà nó tóc hình rồi nha. Còn ở đây là sắt đều siêu dẹo hết, thì mấy anh em đang khắc phục và sửa chữa. Ở đây thì mình gọi qua bên đó đó, mình thấy ha, còn mấy tấm bảng nó ship lại luôn á, bảng mà nó ship lại làm hai luôn á. Còn ton thì vẫn còn nằm ở trên mái nhà các cô chú anh chị, chưa khắc phục được, tại vì không có người khắc phục kịp á. Ở trên bên đó thì cái nhà ngói nóc thái á, các cô chú anh chị thì cũng đang sửa chữa trên đó luôn. Thì cái luồng này nó đi rất là xa nha, rất là mạnh luôn. Từ phía sau hè cũng có nữa các cô chú anh chị, chứ không phải là trước này không đâu. Cái cần ở bên trang trí nội thất các cô chú anh chị, ở trên là tóc từ ở trước này tóc nguyên cái phân nửa ha, rồi tới sau luôn là tóc hơn phân nửa, rất là nghiêm trọng nè. Hiện giờ mấy anh em đang khắc phục. Cơn lốc xoáy thì nó đi ở đây nè các cô chú chị, cái hướng này ha, đi qua nó đi xéo ha. Đi xéo là nó sẽ thiệt hại hết khu vực này 17 căn, hoàn toàn tóc máy không nha. Và những cây cột sắt á, nó đi bên đây nè, những cái cột sắt thì nó đều siêu dẹo hết, không còn xài lại được luôn á, chỉ thay toàn bộ luôn chứ không còn xài được nữa. Các cô chú anh chị nè, thấy miếng ton nè, mà cái cây sắt nó đâm vô nó xé làm hai luôn. Còn những miếng ton khác là không còn xài được, xé làm hai luôn. Còn ở đây thì cái mái nhà bên đó nó tóc rất là nặng các cô chú anh chị. Bên trang trí nội thất rất là nặng luôn. Ở trên cái nóc, mấy cái nóc này đều chóc hết luôn. Còn ở bên đây là làm lại hoàn toàn luôn các cô chú chị. Ở đây trang trí nội thất thì mình thấy trên này cũng thấy rất là lớn. Rất là lớn thiệt hại. Nói chung là hồi ngày hôm qua là nó khi mà lốc xoáy tới á, thì những cái máy ton mà nó tóc lên á, nó đắp vô đường điện á, nghe ông anh nói nổ chát các cô chú anh chị, cho nên là ngày hôm qua nó cúp điện luôn nha. Những cái cây cột điện á, là đều bê hết trơn nha. Những cái cây mà gắn ở trên nóc nhà á, là đều bê hết trơn. Cô chú anh chị thấy thiệt hại rất là lớn ha, thấy hết biết luôn. Ở đây thì mình thấy ở phía dưới lộ hai bên lộ là đều bị hết luôn. Có những cái mái nhà ở phía sau cũng bị luôn, có những cái mái nhà này, cô chú anh chị thấy nè.
nó ton là nó chốc nó tấp lên nóc nhà luôn nè các cô chú anh chị, cũng chưa khắc phục được nha. Ở đây là các cô chú anh chị thấy nè, ton mà nó bị tóc quằn quẹo lên trên, nó cong hết trơn luôn á, nó cong cái giờ mình thấy ha, mình thấy những cái cây cột nhà nãy như mình quay cái đổ lóc quay cho các cô chú anh chị xem, những cái cây cột nhà đó là nó đều cong dẻo hết luôn. Rồi như mấy những cái mũi con nó còn nằm trên nóc nhà nữa nè các cô chú anh chị, thiệt hại rất là lớn luôn. Các cô chú anh chị thấy nè ha, cái cây sắt này nè, sắt này là 8 48 á, mà nó sẽ cong gì nè các cô chú anh chị, nó cong hết trơn luôn nè. Mình thấy nè, cây cột này nè, cây cột này nó vẫn cong nè. Các cô chú anh chị thấy nè, nó cong nó mớp ở đây luôn, nó mớp ở đây là giờ mình thấy nè, mình thấy nó cong dữ dằn cong luôn nè, nó siêu dẹo hết trơn luôn. Đây nè các cô chú anh chị thấy nè, như cây này nè là nó cong nó mớp ở đây trơn, những cái miếng ton là các cô chú anh chị thấy nó đều siêu dẹo hết. Còn những cái dây điện nè các cô chú anh chị, là những cái dây điện này nè là ton nó cắt nha. Dây điện này là ton nó cắt đứt ngọt luôn, ngang luôn, rồi nó gớt xuống đây luôn, là bóng đèn trong nhà đó các cô chú anh chị, những miếng ton mà nó cắt gì đó các cô chú anh chị. Đây nè các cô chú anh chị thấy cây sắt này không, nó cong gì đây nè, nó cong nó bẻ hết luôn nè, nó bẻ hoàn toàn. Giờ mình thấy nè, như cái cây sắt này nè các cô chú anh chị thấy nè, nó hàng mà nó cong nó gãy sức cái luôn rồi nè, thấy không đó. Mình thấy nè, bẻ ngang nó gãy luôn rồi nè, nó có xíu. Giờ mình thấy rất là dòng rất là lớn đó, các cô chú anh chị. Còn đây nè, cây cột này nè các cô chú anh chị, là nó cong luôn, cây cột này nó cong lên sao hè luôn. Nó rất là lớn nha các cô chú anh chị, cái dòng rất là mạnh đó. Cho nên là những cái cây cột mà nó đều cong hết nguyên cái hàng cột, nguyên cái hàng cột và bên đây các cô chú anh chị, là nó cong nó bóp vô hết trơn luôn, là không còn xài được nha, sẽ bỏ hết, sẽ làm lại từ đầu. Còn cái cây cái dây xiên đó, xiên sắt đó ha, nó cong chẳng đến giữa luôn, nó cốp lại luôn á, mình thấy dữ dằn luôn. Cái độ dông mà cái độ nó sấy á, gió nó sấy nó sẽ bẻ đi, nó bẻ những cây sắt nó cong hết. Còn bờ bên đây thì các cô chú thấy nguyên cái miếng ton này đều hư hết, không còn cái gì hết trơn luôn, nó thiệt hại rất là nặng nề. Em qua lúc sấy chú hay không chú? Lúc qua sấy chú hay không? Không hả? Chú ở đâu lận? Trong ngoài đời lúc mê á. Dạ, ở đây con thấy nhà ngày hôm qua cơn lốc đó thiệt hại cũng rất là nặng nề hả chú? Thấy có những cây cột thì nó siêu dẹo hết trơn luôn. Ở ngoài sông cái là cấp mà ở trong nhà ở ngoài là thấy là cái bằng như hũ cái là mùng của ta chùm mạnh đó, thấy bay lên từ thổi chú, từ thổi. Chú ở ngoài chú thấy luôn. Thấy. Chú thấy là nó gụn lên luôn ha, nó gụn mùng lên bay ra từ thổi. Dạ, vậy là cái cơn lốc này nó mạnh lắm hả chú? Mạnh dữ lắm luôn. Mà dạ. Nhờ nó đi cái lần nhỏ chứ phải dạ. Là bà con. Dạ. À cũng như ngày hôm qua là chú thấy là cũng như mấy cái mùng mà người ta chùm mặn á hả? Chùm mặn là tóc xé là trần luôn đi mất. Nó thấp ở dưới vậy mà nó gụn lên luôn. Gụn lên bung ra nó xé từ mặt dạ. Ai đi cũng người mình đã nhiều vậy. Nhưng mà cũng chờ Phật độ á chú, nó thiệt hại tài sản nhưng mà người thì không sao ha. Dạ, nó cũng phước đức ông bà để lại. Thấy trời mưa chuyển rồi bà con người ta không có chạy đi ra ngoài. Dạ dạ. Ra ngã cột điện cũng không có dân. Dạ. Dưới cái trời mưa chú, thành ra là mà người ta không có ra ngoài đường ha. Chứ nếu có ai ra ngoài đường mà ton nó bay á chú. Dạ, thấy con thấy là mấy cái miếng ton này nó bay là nguy hiểm lắm đó, cho nên vậy nó cũng không có thiệt hại gì người thì cũng mừng rồi, thì tài sản thì mình từ từ mình sẽ khắc phục lại hả chú? Làm lợi. Dạ. Còn ta người còn thì mình làm được hết. Người còn thì dạ. Mình tạo lại được. Dạ, mình tạo lại được. Rồi con cũng cảm ơn chú nha. Rồi. Dạ. Con thấy ở đây thì những cây cột quá chú,
thấy nó nặng nề thấy ghê không, nó cong mà cây cột và chú tính nó đã dính líu vô nhiều cây vô nhiều cây. Nhưng mà nó còn cong dẹo gì đây thì con nghĩ là cái cơn gió ngày hôm qua là dữ lắm, cơn dữ gió lắm. Luôn được. Ở trong nhà mà đi làm bên đây đó nghe. Dạ hù, 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 là hù. Chú ở dưới mà chú còn dòm thấy lên tới đây luôn, vậy là dữ lắm luôn rồi ngày hôm qua. Dạ, là ở ngoài, từ ngoài mé sông ấy luôn. Ừ, ngoài sông cái đó, là bắt đầu là nó đi đó là mùng nó ba rồi là bắt đầu là nghe hù hù đi theo. Dạ. Vô trong này nó mới mạnh luôn. Vô đây thì bắt đầu nó mới giờ hoành hành là lớn lên nữa. Vô trong này, dạ. Thì là cơn sấy này là dữ lắm rồi. Thì con thấy ở đây thiệt hại là nghe ông anh nãy nói là 17 căn á. 17 căn. Dạ, 17 căn nhà. Nhưng mà giờ thì có những căn, như con thấy những căn này là mất sữa là hoàn toàn rồi nè. Dạ, thiệt hại hoàn toàn. Tại vì những cây cột, con thấy mấy cây cột là nó kêu nó cong hết, đâu còn xài được đâu. Dạ, đâu có xài được. Thì con thấy nguyên cái hàng cột bên đây nè, là nó cong, đều cong bê gì đây hết, nó không còn xài được. Vậy như những cây sắt này thì mình đâu có xài được nhiều được đâu, cắt khúc khúc lại hết. Nó cong bỏ hết trơn nè. Con thấy như mấy cái cây này nè, hàng cỡ này nè mà nó còn bẻ nè, thấy không chú, thấy bẻ nè, thấy không, nó bẻ cong dẹo hết trơn. Còn cái cột thì nó bự mà nó dính nguyên cái về này mà nó cong ngay đó luôn, cong luôn. Dạ, thấy rất thiệt hại nặng nề luôn. Thì như cái căn nhà này con thấy là sữa là hoàn toàn ở phía trên hết, tại vì cây cột nó đã cong hết rồi, đâu có xài được đâu. Như cái hàng cột này cũng phải bỏ. Dạ, cái hàng cột đó là không có xài được nữa, con thấy là bỏ nguyên hàng cột luôn. Cái này cũng được cất nhà mới rồi. Dạ. Thì chắc cũng có hỗ trợ hả chú, chắc thế nào cũng có hỗ trợ. Là nước mình hỗ trợ thì cũng một hộ nữa là hỗ trợ 5-3 triệu. Dạ. Nhưng mà con thấy ở đây thì có mấy anh thì cũng người cũng làm ăn khá giả không à, cũng không đến đổi. Dạ. Dạ, sợ là sợ mấy người nghèo, chứ còn như con thấy ở đây cũng như cái chợ mấy người dân ở đây người ta làm ăn cũng người nào con thấy cũng khá khá hết á, cho nên cũng không đến đổi hả chú. Dựa sầu riêng hả, thì vậy là cái dựa sầu riêng là giờ không đến đổi rồi. Rồi con cảm ơn chú luôn. Thì ở đây cao độ lốc thấy, thì cao độ lốc thấy ở đây nhà cửa thiệt hại của bà con nhân dân, các cô chú anh chị cũng đang khổ, các cô chú anh chị thì tóc máy thì tội nghiệp cho những người khổ thì không có khắc phục lại được, còn yêu cầu đừng thiệt hại người thì mình cũng đỡ nha các cô chú anh chị, không thiệt hại về người thì cũng đỡ nha. Rồi thì đến đây cao độ vlog cũng xin kết thúc video ở đây. Thì các cô chú anh chị nào có xem được kênh của cao độ vlog thì xin cho cao độ vlog một like và một đăng ký kênh. Cao độ vlog xin thành thật cảm ơn. Rồi bây giờ cao độ vlog xin chào tạm biệt và hẹn các cô chú và anh chị lại video sau. Xin chào tạm biệt.